Theo trang tin Brussels Times, thì cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới một trang web được cho là bán virus SARS-CoV-2 trong lọ thủy tinh cho một số đối tượng vốn phản đối việc tiêm vaccine nhưng lại muốn có thẻ chứng nhận an toàn COVID-19. Trang web bán hàng có tên là Đúng Tôi Muốn Corona. Trên đó có hứa hẹn với người mua rằng sẽ cung cấp virus SARS-CoV-2 với đầy đủ chủng virus mới nhất. Những đối tượng có nhu cầu tại Hà Lan có thể truy cập và mua với giá là 33,5 euro, tức là hơn 800.000 đồng Việt Nam. Món hàng sẽ được gửi tới người mua qua đường bưu điện. Những đối tượng mua sẽ tự cho virus xâm nhập vào cơ thể để sau đó có chứng chỉ phục hồi sau khi khỏi bệnh. Khi đó thì những đối tượng này có thể tham gia các hoạt động như là tại quán bar, vũ trường về đêm hay là các sự kiện khác đòi hỏi phải có thẻ chứng nhận an toàn COVID mà không cần phải đi tiêm hay là xét nghiệm liên tục. Một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định xem nghi phạm đã bán bao nhiêu ống chứa virus và liệu virus có hoạt động hay không. Hiện thì nghi phạm đã bị cáo buộc là lừa đảo, còn trang web đã bị đóng lại.